thêm nguy cơ lệ thuộc. Việt Nam Trung Quốc xem xét liên kết tuyến đường sắt xuyên qua trung tâm đất hiếm. Việt Nam và Trung Quốc đang hợp tác nâng cấp mạnh mẽ hệ thống đường sắt chưa phát triển, kết nối từ trung tâm đất hiếm ở Việt Nam đến cảng biển quan trọng ở phía Bắc. Cuộc đàm phán này là một phần của chuẩn bị cho chuyến thăm của Tập Cận Bình tới Hà Nội. Các quan chức nhấn mạnh vai trò chiến lược ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Mối quan hệ thương mại sâu sắc và kết nối đường sắt dự kiến diễn ra giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Phó Thủ tướng Việt Nam tại Hà Nội. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã kêu gọi nâng cấp tuyến đường sắt nối Côn Minh, Trung Quốc với Hải Phòng. Việt Nam cố gắng xây dựng ngành công nghiệp riêng để giảm thiểu sự thống trị của Trung Quốc, nhưng đối mặt với các khó khăn nội bộ, cải thiện đường sắt có thể thúc đẩy xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc và hội nhập ngành công nghiệp của hai nước.